Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trước cửa Đại sứ quán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và sau lưng tôi đây, như các bạn đã thấy, đây là khu tòa đại sứ mà nơi ngày 23 tháng 7 2017 đã xảy ra vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin và đưa về Việt Nam thông qua Cộng hòa Séc và Slovakia. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin đưa thông tin với các bạn về việc vì sao Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức không đổi hộ chiếu cho ông Lê Trung Khoa, tức là nhà báo Lê Trung Khoa là bản thân tôi. Bởi vì tôi đã cũng thông báo thêm trong những cái chương trình lần trước thì các bạn đã thấy là hộ chiếu của tôi, như các bạn đã thấy đây, đây là tôi hiện nay đang là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đây là hộ chiếu của tôi, có số hộ chiếu rất rõ ràng. Đây các bạn đã thấy. Đấy. Và cái thời hạn của hộ chiếu của tôi thì đã bị hết hạn từ ngày 23 tháng 12 2018. Đây, các bạn đã thấy. Đây là cái ngày hết hạn ghi rất rõ trong hộ chiếu này. Và cái người ký mà đổi hộ chiếu cho chúng tôi, cho tôi lần trước chính là vị đại sứ hiện nay, đương nhiệm hiện nay là ông Nguyễn Minh Vũ. Ông ta đang ở trong tòa đại sứ trong kia. Và đây là cái hộ chiếu của tôi thì đã hết hạn từ cuối tháng 12 2018. Và từ đó đến nay chúng tôi đã nhiều lần gửi thư qua luật sư Slack & Howe gửi đến đây để yêu cầu gia hạn và đổi hộ chiếu. Thì sứ quán cũng đã nhận được thư và yêu cầu của đổi hộ chiếu của tôi. Ghi rất rõ ràng, đây là cái biên bản, là giấy biên nhận hồ sơ để đổi hộ chiếu của tôi đề vào ngày 3 tháng 12 2018 và đã được ký đầy đủ. Thế nhưng những hộ chiếu đó đã không được đổi và cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa được nhận hộ chiếu. Và lý do thì các bạn cũng đã biết, trong thời gian vừa qua, từ đặc biệt từ năm 2017 khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc sang dự hội nghị G20 của tại Cộng hòa Liên bang Đức với vai trò là chủ tịch của APEC 2017 tại Đà Nẵng, thì đây các bạn xem hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Phúc được bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp, tức là gặp vào trong vào cái hôm mà dự hội nghị G20 tại Hamburg. Đây là hình ảnh của ông Phúc của chúng ta. Đấy. Ông Phúc là lúc nào đi có dáng gù gù và đấy. Và khi mà tôi đăng tin vì sao Thủ tướng Đức không tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Berlin thì lập tức là trong nước đã xảy ra những cái đưa những thông tin nhiều luồng khác nhau và có những thông tin từ sứ quán ở đây sau lưng tôi đây là họ muốn rằng cái tờ báo bài báo đó bị gỡ đi hoặc là phải thay đổi. Thì đấy là cái điều mà tôi đã làm. Tuy nhiên tôi sau khi nhận những thông tin cũng như email của tòa đại sứ ở sau lưng tôi thì tôi đã không làm điều đó, bởi vì cái điều đó là sự thật. Tôi đang đăng tin dựa trên cái lịch làm việc của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thời điểm đó. Bà ta chỉ có lịch tiếp ông Tập Cận Bình của Trung Quốc 2 ngày và ông Thủ tướng của Singapore Lý Hiển Long mà thôi, không có lịch tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc ở Berlin như là trong nước đã đưa tin. Đấy, mà chỉ có một cuộc tiếp của cùng Tổng thống Đức lúc đó thì tôi cũng đã dự và đăng tin. Chính vì bài báo đó cho nên từ lúc đó tờ Thời báo .de tại Cộng hòa Liên bang Đức đã bị phía Việt Nam, nhà cầm quyền tại trong nước đã chặn, không cho truy cập vào tờ báo đó. Thì đấy là cái điều mà rất thiệt thòi cho người dân trong nước, bởi vì những cái thông tin, những sự thật sẽ khó đến với người dân hơn khi mà tờ báo của Đức bị chặn. Đây, đây các bạn xem hình ảnh. Và quả thật sau khi đăng tin về ông Nguyễn Xuân Phúc sang dự G20 thì ông đã có những cái xảy ra rất nhiều những cái trường hợp mà nực cười tại Đức do chính báo chí, đây là báo chí Đức họ đăng. Đây báo chí Đức họ đăng là ông Nguyễn Xuân Phúc cặp quạt phành phạch khi mà dự một cái nghe nhạc, buổi hòa nhạc rất là sang trọng và lịch sự tại Hamburg, thì ông ta cứ ngồi quạt cả buổi cùng cạnh bà vợ. Và bên cạnh đó thì lại có ông chủ tịch của Liên minh châu Âu có ngồi cạnh. Thì chúng tôi cũng quan sát được thì bà vợ của ông chủ tịch Liên minh châu Âu định nhắc ông Nguyễn Xuân Phúc là đừng quạt nữa. Thế nhưng mà ông chồng đã giữ tay lại và không cho phép bà ta ngăn ông Phúc quạt. Chính vì vậy mà ông Phúc cứ quạt từ đầu đến cuối. Và truyền hình Đức đã đăng tin rất nhiều về hình ảnh này, bởi vì nó quá đặc biệt khi mà Tổng thống Mỹ, khi mà chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức cấp cao khác và bà Angela Merkel ngồi đó rất yên lặng để nghe nhạc thì ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta lại quạt phành phạch. Mà rõ ràng trong một cái nhà hát trang trọng và lịch sự như vậy thì không có chuyện là bị nóng. Mà đây có lẽ là do thói quen, mà thói quen xấu, thói quen rất xấu như chúng ta đã thấy khi nhiều quan chức Việt Nam sang đây đi gặp quan chức khách nước ngoài, gặp người Đức thì lại ngoáy mũi hoặc là làm những cái động tác mà ngoáy tai rồi đủ thứ cái điều đó, hoặc là ăn xong rồi ném
tôi chứng kiến có những quan chức mà ăn xong rồi ném xương các thứ xuống bàn, gầm bàn sang đây chơi, vẫn làm như ở Việt Nam. Thì điều đó sẽ rất tai hại cho cái quan hệ của Việt Nam với các nước, bởi vì là cái nhận thức của các quan chức cấp cao này quá thấp. Và chúng tôi đã đăng tải những cái nội dung đó rất nhiều và chi tiết, kèm theo bằng chứng và dẫn chứng cụ thể. Và có lẽ là thông qua những bài báo đó, các quan chức trong nước không vui, nhưng người Việt Nam, hàng triệu người Việt Nam đã biết được sự thật. Thì điều đó đã làm cho nhà cầm quyền tại Hà Nội không vừa lòng và không hài lòng với tờ Thời báo, và đặc biệt là với tôi là cái người phụ trách tờ báo đó và đăng nhiều cái bài báo đó. Đấy, thì đây hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc Quạt mà các bạn cũng đã thấy video đăng rất nhiều, và tí nữa tôi sẽ đăng lại cái video này để các bạn cùng chứng kiến. Rõ ràng ông ta quạt phành phạch trong cả cái buổi hòa nhạc, chứ không phải là cái thời điểm mà giờ nghỉ giải lao như một số người nói. Đó, đây là cái hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và sau đó rồi, khi ông Nguyễn Xuân Phúc sang để yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, thì bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận được cái thông báo đó, nhưng bà đã thông báo rằng là cái việc đó là của bên tư pháp, còn bà làm việc bên hành pháp thì bà không có quyền quyết định cái chuyện đó. Thì khi chưa có thời gian để xử lý cái việc đó, bởi vì bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đang bận tiếp khách ở hội nghị G20 ở Hamburg, thì sau 2 tuần thì mật vụ Việt Nam, tức là cái đội ngũ nhân viên mật vụ Việt Nam và một số người ở trong đó đã giữ ở lại Đức để điều tra và biết chỗ ông Trịnh Xuân Thanh ở để tham gia bắt cóc cùng các cán bộ ngoại giao của Việt Nam tại Đức. Sau đây chúng tôi đây, ví dụ như là những cái người mà chúng tôi đã đăng hình ảnh rất rõ ràng là đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa đây. Thì ai ở đây ở Đức thì ở châu Âu thì gần như ai cũng biết, nếu mà quan tâm những cái thông tin về vụ bắt cóc này thì ai cũng biết, và báo chí Đức thì đưa rất rõ ràng rành mạch về những con người này. Thì nhưng mà Việt Nam thì không có một tờ báo nào đăng về cái việc này cả, cả nhiều năm trời không có đăng gì cả, chỉ đăng về cái việc mà xử ông Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam mà thôi. Thế nhưng mà thực tế đây là quan chức ngoại giao, đây là đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa, người đã bị phía Đức trục xuất sau 48 giờ đồng hồ bởi vì liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và chính ông đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa này là cái người mà chỉ huy cái lực lượng ở Berlin này để tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cùng với một số cái lực lượng dư luận viên và tay chân của ông, của cơ quan an ninh Việt Nam tại Đức và Cộng hòa Séc. Đây là ông đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa, cái người mà tôi đã đăng báo. Và đấy là một, ngoài những lý do đó ra thì các bạn cũng sẽ biết rằng có những lý do khác. Đấy là những cái người mà rất hoạt động, tức là họ tham gia vào nhiều cái hoạt động của cộng đồng. Ví dụ như đại tá Lê Thanh Hải là một cái người sĩ quan liên lạc. Đấy, các bạn thấy sĩ quan liên lạc Lê Thanh Hải. Đấy, thì ông ta là người cũng được học ở Đức và đào tạo ở Đức, nhưng cuối cùng là quay lại nước Đức để gây án. Và ông ta là cái người, một trong những người là công tác trong cái tòa đại sứ sau lưng tôi đây. Thì các bạn nhìn thấy, đây là ông đại tá Lê Thanh Hải, và ông ta cũng đã về Việt Nam và hiện nay đang ở Việt Nam, vẫn tiếp tục làm việc cho Bộ Công an Việt Nam, nơi ông Tô Lâm điều hành. Đây là ông đại tá Lê Thanh Hải. Đấy là những cái thông tin mà tôi đưa ra. Và ngoài ra tờ Thời báo cũng đưa cả những cái người khác tham gia vào vụ bắt cóc đó. Đó là tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức Lê Thị Thu. Đấy, các bạn nhìn thấy, đây là bà Lê Thị Thu. Bà Lê Thị Thu có vai trò là đã ký giấy để đi lấy đồ của cô Đỗ Thị Minh Phương. Trong cái cuộc vụ bắt cóc đó thì cô Phương đã thuê một khách sạn Sheraton, và trong đó có những đồ đạc của cô ta, và bà ta đã ký giấy của đại sứ quán để đi lấy đồ. Thì trong phiên tòa xử thì các phiên tòa đều nói rằng là bà tham tán công sứ Lê Thị Thu, bà ta đã ký cái giấy đó, bởi vì cái giấy đó hiện nay cảnh sát và an ninh Đức vẫn giữ với cái dấu và chữ ký của bà. Và điều này cũng rất tai hại cho người các ngành ngoại giao của Việt Nam, bởi vì là một cán bộ ngoại giao mà tham gia vào những cái việc gây án như vậy ở trên nước Đức thì đấy là một cái sự vi phạm trắng trợn công ước quốc tế về cái việc mà can thiệp vào công việc nội bộ của nước Đức, và đặc biệt là gây án trọng án trên nước Đức. Đây là bà Lê Thị Thu mà tờ Thời báo cũng đã đăng. Ngoài bà Lê Thị Thu ra thì còn có bí thư đại sứ quán Việt Nam tại Đức ông Lê Đức Trung. Đây, ông Lê Đức Trung là ông ta cũng ở trong tờ đại sứ này, và tờ Thời báo cũng đã đăng về hình ảnh cũng như là cái thông tin của ông ta, bởi vì chúng tôi biết được cái thông tin này khi mà chúng tôi dự phiên tòa xét xử của tại Cộng hòa Bundesrepublik Đức, nơi mà nơi xảy ra vụ bắt cóc. Đây, vâng. Và tiếp theo, đây là hình ảnh của một cái người ở bên Slovakia. Đấy là ông Lê Hồng Quang, đại biện lâm thời đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam. Đây, ông Lê Hồng Quang. Ông Lê Hồng Quang có vai trò là cái người mà môi giới theo như báo chí Đức và truyền thông Đức cũng như là tòa án tại Cộng hòa Liên bang Đức nói. Ông ta có vai trò môi giới cho việc mượn máy bay của
Slovakia để cho ông Tô Lâm chở ông Trịnh Xuân Thanh về Nga thông qua, tức là về Moscow thông qua Bratislava, Moscow và sau đó về Việt Nam. Thì ông Lê Hồng Quang là đại biện lâm thời đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam, và ông Lê Hồng Quang cũng đã đang là đối tượng bị truy nã, bị công an cảnh sát Đức và Slovakia truy nã. Thì đấy là cái điều mà hiện nay chúng tôi đã cung cấp trong thời gian qua, và hiện nay phía Đức cũng như là Slovakia vẫn tiếp tục điều tra về ông Lê Hồng Quang. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái cán bộ công an của Bộ Công an Việt Nam đã tham gia vào cái đường dây này, như ông Tô Lâm lúc đó là thượng tướng, thì bây giờ sau vụ bắt cóc ông ta đã lên đại tướng, rồi ông Đường Minh Hưng, trung tướng Đường Minh Hưng, phó tổng cục trưởng của an ninh, ông Lê Anh Dũng, phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo. Thì đây là những cái thông tin mà tòa án tại Berlin cung cấp cho chúng tôi. Và sau lưng các bạn cũng vừa chứng kiến là có một cái xe của cán bộ ngoại giao của Việt Nam đi vào tòa đại sứ ngay sau lưng tôi, và họ dừng khá lâu để có thể là nghe hoặc là xem. Nhưng mà điều đó không quan trọng, bởi vì là hiện nay tôi đứng ở đây là đứng ở lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức, thế là không thể có cái điều gì xảy ra cả. Và nếu mà xảy ra, ví dụ như xảy ra có cái điều gì xảy ra trong sứ quán ta đây, thì như vậy là sẽ công bố tình trạng chiến tranh. Nếu mà những cán bộ vừa xong vừa vào, có thể họ có súng trong đó, họ bắn ra chẳng hạn, đấy thì có thể tôi sẽ phải chết hoặc bị thương. Nhưng mà điều đó sẽ thành cái vấn đề là tấn công nước Đức, thì rất là khó xảy ra ở đây, và cái điều đó là rất nguy hiểm. Sau vụ bắt cóc thì chúng tôi cũng đã đăng rất chi tiết về việc là Tổng thống Slovakia đây cũng đã công bố về việc là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã gây nguy hại cho quan hệ ngoại giao hai nước là Slovakia và Việt Nam. Chính về vì Slovakia đã bị cho rằng là bị lừa dối, là cho mượn máy bay đây chuyên cơ của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava là thủ đô Slovakia về qua tới Moscow và từ đó về Việt Nam bằng máy bay khác. Thì cái điều tra của Đức và các nước đã tiếp cận được cái thông tin này, và họ có danh sách toàn bộ những cái người đi trên chuyến máy bay này, gồm có các bộ trưởng của Bộ Công an Tô Lâm, ông Đường Minh Hưng, ông Lê Anh Dũng và nhiều người khác nữa. Và trong đó thì theo điều tra của Công an Đức thì nói rằng là có ông Trịnh Xuân Thanh. Và hiện nay thì các bạn cũng đã biết ông Tô Lâm và ông Đường Minh Hưng thì vẫn tiếp tục ở Việt Nam, và ông ta vẫn tiếp tục công tác ở trong ngành công an. Thì đây là chiếc máy bay, đây là hình ảnh minh họa cho chiếc máy bay của chính phủ Slovakia mà nơi ông ta mượn. Đó là hình của đài truyền hình quốc gia Cộng hòa Liên bang Đức phát, và chúng tôi đã minh họa trong thời điểm đó khi chúng tôi chưa biết là chiếc máy bay cụ thể của chính phủ Slovakia. Thì đây là hình ông Tô Lâm và ông Đường Minh Hưng. Và đây là hình ảnh chi tiết và cụ thể tại tòa án thượng thẩm bà Krizin, và chánh án của chủ tọa phiên tòa ở đây. Đây là phiên tòa bắt đầu được mở và bắt đầu xét xử ông Nguyễn Hải Long cùng đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thì tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin này là một trong những cái đầu mối rất quan trọng, bởi vì ở đây đã nhốt ông Trịnh Xuân Thanh 2 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2019. Và đó là cái điều mà nguy hiểm cho các cán bộ ngoại giao cũng như ngành ngoại giao Việt Nam khi tham gia trực tiếp vào cái đường dây bắt cóc một công dân Việt Nam ở nước ngoài như vậy. Thì bà thượng tòa án này đã xử rất kỹ, rất chi tiết, và cuối cùng là ông Nguyễn Hải Long là một trong những cái mật vụ Việt Nam tiếp tay cho Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì đã phải nhận án tù 3 năm 10 tháng và hiện nay tòa vẫn tiếp tục xử tiếp. Thế ngoài đấy ra thì bởi vì thời báo cũng đã đăng rất nhiều những thông tin về những cái người phải nói là tiếp tay hoặc là dư luận viên cho tòa đại sứ quán ở đây. Đó là những cái người như ông Tiến Hói, các bạn đã thấy đây hình ảnh ông Tiến Hói. Ông Tiến Hói là một Việt Kiều tại Cộng hòa Liên bang Đức, và Viện Công tố Liên bang cho rằng ông ta đã có tội trong cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 2019. Và ông Tiến Hói này hiện nay đang thuê luật sư để kháng cáo về những cái cáo buộc đó của Viện Kiểm soát Viện Công tố Liên bang Đức. Tuy nhiên vụ án vẫn đang tiếp tục được tiến hành và tòa vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, cho nên kết quả ra sao thì chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa. Và đây là hình ảnh của ông Tiến Hói, người đã giúp mật vụ Việt Nam nhiều cái vấn đề về hậu cần theo như tòa nói, và ông ta đã gọi điện liên tục cho rất nhiều những người trong tòa đại sứ quán ở sau lưng chúng tôi ở đây. Thì đó là một trong những cái bằng chứng chứng tỏ rằng ông ta có những cái trao đổi nào đó trong cái quá trình và cái thời gian bắt cóc xảy ra. Và tất nhiên cái người mà quan trọng mà chúng ta đã thấy mà hiện nay phía Đức bắt được đang tạm giam ở trong tù, đấy là ông Nguyễn Hải Long, mà cái điều mà chúng tôi cũng đã đăng tải và báo chí trong nước không hề đăng. Đây là hình ông Nguyễn Hải Long, và dưới là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc rồi. Thì ông Nguyễn Hải Long thì đã thú tội và đang hiện nay đang ngồi tại tù nhà tù tại Berlin.
Vâng, và đương nhiên là sau khi mà chúng tôi đăng những thông tin như vậy thì lực lượng dư luận viên chính thức và lực lượng không chính thức hoặc là những cái cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đã huy động cùng với các dư luận viên ở Đức và châu Âu cũng như ở Mỹ để tấn công lại tờ Thời báo, để nói rằng là Thời báo đăng tin không đúng, và họ hòng rằng che giấu cái điều đó. Đây, ví dụ đây là các bạn thấy, đây là bà Tào Thanh Xuân, trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Bà ta đã đăng một bản tin và nói rằng là vì gạch chéo cái tờ khi bản tin của tờ Thời báo, và gạch chéo nói rằng Thời báo đăng tin là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc là sai. Thì đây là bà Tào Thanh Xuân, bà ta vừa đăng trên bản tin và phát thành toàn châu Âu và toàn thế giới. Thì đây là một cái điều mà rất là đặc biệt, bởi vì là hội nghị Đại hội 13 sắp diễn ra và hiện nay tại Việt Nam đang sắp xếp ghế nhân sự, cho nên cái việc mà bà Tào Thanh Xuân khơi ra cái vụ án bắt cóc đó để cho Thời báo tiếp tục đăng hoặc là cho bạn bè quốc tế và những người khác chú ý vào cái việc này, thì đấy là cái điều mà rất đặc biệt, và có lẽ là họ có những cái mưu toan gì đó ở bên trong thì không biết được, bởi vì cái bài báo đó của chúng tôi đăng đã cách đây 2 năm rồi, thì bây giờ tự nhiên họ lôi lại để họ đăng, mãi đăng đúng cái bài báo và nói về ông Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu sang Đức, và cái vụ án cách đây lâu rồi mà hiện nay vẫn còn chưa được chính thức có kết luận cuối cùng. Đây, cái bài báo của bản phát thanh truyền hình của VTV4 đã phát về việc là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy, các bạn xem. Đây. Đấy. Thì đấy là cái gợi ý của VTV4 về cái việc mà đăng tải lại hoặc là tìm hiểu lại cái thông tin về vụ án bắt cóc đó, thì các tự nhiên đài VTV4 lại đăng lên. Đây. Và đây, ngoài ra thì có những cái người mà cộng tác viên cho VTV4. Đây ví dụ đây là những cái người cộng tác viên cho VTV4 khắp nơi, họ cũng có mặt trong cái chương trình mà đả kích tờ Thời báo ở đây. Đây là những người sống ở Đức chẳng hạn. Đấy, hoặc là kể cả có những người sống ở Mỹ, thì đây nhà báo Vũ Hoàng Lân ở Mỹ cũng là cái người tham gia vào cái chương trình VTV4 mà có nội dung đả kích tờ Thời báo. Đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp tiếp. Và sau lưng chúng tôi đây thì tất nhiên là các bạn thấy hiện nay ông đại sứ đương nhiệm là ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ. Đây là hình ảnh ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ. Ông ta là đại sứ đương nhiệm của Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đức trong nhiệm kỳ này. Và nhiệm kỳ trước là ông Đoàn Xuân Hưng. Tuy nhiên vấn đề là đổi hộ chiếu của tôi thì do ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ quyết định. Thế nhưng mà ông ta đã chưa quyết định đổi hộ chiếu, và cái yêu cầu tôi phải vào trong cái tòa đại sứ này để nói chuyện rất nhiều lần, yêu cầu bằng văn bản, nhưng mà tất nhiên tôi không thể vào, bởi vì vào đấy có thể gặp nguy hiểm. Thì các bạn cũng đã biết trong cái thời gian vừa qua rất nhiều vụ án mạng đã xảy ra khi mà những nhà báo độc lập vào trong tòa đại sứ, mà gần đây nhất cụ thể nhất là tại tòa đại sứ của Saudi Arabia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái nhà báo đó như tôi vào trong đó thì cũng đã bị họ ám sát, rồi cắt phân thân ra, rồi đổ axit hoặc là gì đó để biến mất luôn. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm, bởi vì ở trong kia thì là cái nơi mà đại diện của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì đấy là lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế nên là nếu mà tôi bước vào trong đó thì có nghĩa là tôi đã bước vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì không thể bảo cảnh sát Đức và cơ quan nghiệp vụ an ninh của Đức không thể bảo vệ được nhà báo nếu mà vào trong đó. Thì họ cũng nói cho tôi điều đó, và đấy là điều rất là nguy hiểm. Và chính vì vậy mà cái việc mà đổi hộ chiếu tức là của tôi hiện nay chưa được phía Việt Nam đáp ứng. Và đây các bạn thấy hộ chiếu đã hết hạn từ năm 2018, và đấy rất là nhiều những cái điều kiện, những cái nguyên nhân khác nhau đã đưa dẫn đến cái việc mà hộ chiếu của tôi chưa được đổi. Đó là việc chúng tôi đăng tin trung thực về chuyến đi G20 của Nguyễn Xuân Phúc tại Đức. Tôi đăng tin trung thực chính xác về việc bắt cóc, cái vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi đăng tin trung thực về diễn biến cũng như là công nghệ dây chuyền sản xuất của chiếc xe VinFast Fadi của ông Phạm Nhật Vượng. Đấy là một cái người mà có quan hệ rất rộng và quan hệ sâu sắc với ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như với ông Nguyễn Phú Trọng, là hai cái cán bộ cấp cao nhất của Việt Nam, đã luôn luôn quảng cáo cho ông Phạm Nhật Vượng để bán chiếc xe này. Và sau đó các bạn cũng đã biết chiếc xe khi sản xuất ra, đưa ra tiêu thụ thì nó đã có những lỗi rất lớn, bởi vì nó đã không được kiểm định độc lập, bởi vì những cái người làm việc ở trong đó đã có lẽ là không làm việc, mà họ dường như là họ chỉ mua đâu về, họ mang về đó và họ làm một cái động tác gì đấy xong đó rất nhanh và họ bán luôn thôi, chứ họ không kiểm tra về cái chất lượng. Và điều đó sẽ làm cho người dân Việt Nam bị mất tiền, bị nguy hiểm đến tính mạng, và cái môi trường của Việt Nam sẽ ô nhiễm hơn. Vâng, và các bạn
các bạn cũng đã biết, với những lý do đó, nhiều lý do cộng lại, với những cái lý do mà khi chúng tôi đăng tin, chúng tôi không làm theo những cái định hướng của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Đức hoặc là trong nước như những cái người viết tin khác. Chính vì vậy mà họ đã, có lẽ rằng chính vì vậy họ đã không ra đổi hộ chiếu cho tôi, và họ mong rằng có thể là với cái sức ép đó, nếu không đổi hộ chiếu thì tôi phải tức là làm cái điều gì đó như họ mong muốn, theo như là cái kiểu làm của họ từ trước đến nay. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, bởi vì chúng tôi sống hoàn toàn hợp pháp ở đây và làm những công việc hợp pháp ở đây, và chúng tôi thực hiện cái vấn đề nhà nước pháp quyền Cộng hòa Liên bang Đức. Và ngày hôm nay khi đi làm việc ở đây thì chúng tôi cũng phải đem theo cái thẻ báo chí để ở đây để các bạn thấy. Đấy, thẻ báo chí của tôi. Đấy, đấy để ở đây, để treo ở đây luôn, để cho những cái người mà khi mà đến kiểm tra, hoặc là kể cả những cái người mà công an hoặc là ai đó, thì chúng tôi có quyền đứng và quay, và tất cả những cái truyền hình trực tiếp, tất cả những cái điều mà người dân Việt Nam và những cái bạn đọc của chúng tôi mong muốn được biết một cách sự thật nhất. Và đấy là cái điều mà chúng tôi đã làm, nhưng lại không vui đối với tòa đại sứ ở đây và không vui với chính quyền tại Hà Nội. Và đấy là nguyên nhân mà tại sao bản thân tôi, Lê Trung Khoa, chưa được Sứ quán Việt Nam đổi hộ chiếu mới, mặc dù tôi vẫn là công dân Việt Nam, mặc dù đối với phía Việt Nam thì tôi không hề có bất cứ một cái phạm tội hay phạm pháp gì cả. Đấy là cái điều mà hiện nay mà đang diễn ra. Và thay vì những cái cán bộ ngoại giao của Việt Nam sang Đức, sang các nước ở châu Âu và sang các nơi trên thế giới, họ phải phục vụ công dân Việt Nam, tức là phục vụ công dân Việt Nam, thì ngược lại có lẽ họ muốn rằng cái người dân Việt Nam lại phục tùng và phục vụ họ. Đấy là điều trái ngược, đấy là điều không thể chấp nhận được, bởi vì là họ là những người hưởng cái tiền thuế, ăn lương thuế từ người dân, thì họ phải phục vụ nhân dân chứ không phải nhân dân phục vụ họ. Thì đấy là cái điều mà ngang trái ở cái chế độ xã hội này, tức là chế độ xã hội độc đảng Đảng Cộng sản ở Hà Nội đang cầm quyền. Và cái ngang trái đó vẫn còn tiếp diễn chừng nào khi chúng ta không lên tiếng. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái tường thuật trực tiếp của tôi, Lê Trung Khoa, từ Thời báo .de, từ Cộng hòa Liên bang Đức, ngày hôm nay ngay trước cửa Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Xin chào các bạn, và các bạn nhớ bấm theo dõi Facebook của Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo .de và YouTube của Thời báo .de để biết được những thông tin cập nhật và mới nhất và trung thực nhất. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngay sau đây, tức là phần 2 của chúng tôi. Thế tôi sẽ tiết lộ cho các bạn biết là chính quyền, chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ điều gì cho nhà báo Lê Trung Khoa khi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức không cấp hộ chiếu. Thì sau 30 phút nữa thì chúng ta sẽ vào chương trình 2, và đó là chương trình để chúng ta biết được kết quả của chính phủ Đức sẽ giúp đỡ và hỗ trợ thế nào đối với các nhà báo, đối với những người mà bị sứ quán của Việt Nam ở đây tạo áp lực như vậy. Hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa vào chương trình 2. Chào các bạn.